ba đứa bay vô đây làm gì đây? Dạ tụi con con hai ngàn cam thảo. Dạ. Thật ra tạ cho quay. Ôi, tụi bay làm cái gì vậy? Dạ, khỏi mà. Thôi khỏi, đứng qua sang bên cho tao đi. Đi qua, một mình tao được rồi. Thấy chưa, một mình tao cũng bò lên được tới đây rồi, thấy chưa? Căng thẳng. Mẹ. Dạ. Đi. Đây. Ê, ê, đứng lại. Dạ. Tụi bay đi đâu? Dạ đi về. Trời ơi, mua có 2.000 đồng mà định chơi nguyên hũ của tao hả? Xin lỗi, con hiểu lầm. Mày làm cái gì vậy? Dạ, con dẫn nhầm xuống. Mày biết tao thì có, đứng yên hiện trường cho tao. Một mình tao xuống được rồi. Chưa, một mình ta cũng xuống được rồi. Hai ngàn cam thảo phải không? Dạ. Còn mày? Dạ. Mày muốn giết tao hả? Đứng ra ta. Ừ.
Cái khăn bàn của ông đâu rồi? Dạ đây nè. Nữa chạy ra. Đứng sao mà làm cho rớt cái khăn bàn của người ta? Cái chỗ buôn bán thuốc men là phải cho nó sạch sẽ. Rồi xong. Rồi sao giờ chưa chịu đi? Mua 2.000 cam thảo rồi, bán xong xuôi rồi giờ đi đi chứ. Bán cho con 2.000 cam thảo. Cái gì? Cho bán cho mày 2.000 cam thảo nữa? Dạ. Sao nãy giờ mày không nói? Không có hỏi con đâu con nói. Tụi bay thấy tao còn đẹp trai không? Có tài. Bây giờ 2.000 cam thảo phải không? Dạ. Mua có 2.000. Thằng A, mày đừng nói với tao là mày cũng muốn mua 2.000 đồng nha. Dạ không phải. Không phải là tốt. Ủa sao tụi bay mua hết rồi còn chưa chịu về? Đứng đây làm gì? Dạ con mua 5.000 đồng cam thảo chứ không phải 2.000. Ủa?